MU Audio trên toàn quốc. Quý vị đang đến với kênh test âm thanh của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Thì trước mắt quý vị và các bạn là đôi loa Sansui XB8700. Đôi này sở hữu bass 40cm nha quý vị. Để em đo thử coi. Đúng rồi đó quý vị. Quý vị nào mà tính cái này là nó 40 mấy luôn đó nha quý vị. Còn lọt lòng là 40 đúng luôn, lo này là đúng 40 bát. Một cái chung 16 và 3 chép giấy và 1 chép kèn. Chép này có cái vết nhẹ này ha quý vị. Nói chung là không ảnh hưởng nha quý vị. Đây như là công cấn, cấn nhẹ cái ha. Cái mấy cái này là em bao nguyên zin hết cho quý vị nha. Bao nguyên zin hết tất cả các chiếc loa hoạt động hoàn hảo. Bao nguyên zin cho quý vị xài. Chỉ có một cái chung này là Chung này là nó đã được lên đài là chung, nó là chung Mỹ nha quý vị. Chung Mỹ nha. Cũ to, rất là to luôn, đóng đồng tiền luôn nha quý vị. Mỹ nồi luôn, phun đúc luôn. Cái chung này nó hỗ trợ thêm một tí bass nữa nha quý vị. Rất là hay, nó sẽ khác với cái chung Sansui. Sansui thì nó quá thường, hay cái chung Sansui của nó thì quá bình thường. Nó đã đổ cái chung Mỹ vào, đây là đít cái chung Mỹ vào nha quý vị. Nó sẽ khác, tiếng nó sẽ ngọt hơn. Khi quý vị nghe những cái bản nhạc xưa, nó sẽ không bị hát lớn, nó sẽ không bị chát nha quý vị. Chung Mỹ thì quý vị biết rồi đó, tiếng nó rất là ngọt ngào, rất là dịu. Nó sẽ làm thay đổi khá nhiều chất âm của cái đầu loa quý vị nha. Tiếng nó sẽ ngọt hơn nhiều. Tại vì những đôi loa này thì hầu như những cái tiếng chép, tiếng bass thì nó cũng như đôi Sansui khác. Nhưng mà quan trọng nhất của những cái đôi này là cái tiếng chung. Vì vậy những cái đôi Sansui này cái tiếng chung nó rất quan trọng. Thì người ta lấy cái quan trọng đó, người ta đã lên đời cũng như là ta đít cho nó vào. Và đít của nó là Mỹ. Tiếng khác liền quý vị, tiếng nó rất là ngọt luôn. Quý vị nghe cực kỳ ngọt, ngọt như mía vậy, chứ không phải là hát mà nó hơi chát chát và những cái tiếng của Nhật chung nữa ha. Tất cả là nguyên zin nguyên bản nha quý vị, ngay cả cái chung này đít vào của nó vẫn là nguyên zin nha quý vị, chứ không phải là bao nguyên zin hết cho quý vị nha. Đôi XB87 này thì trị giá thị trường nó cũng khoảng 14-15 triệu quý vị. Lo đẹp xuất sắc nha quý vị. Nè, hình vách góc cạnh nè. Thì bỏ ra 14-15 triệu mà cảm thấy không hài lòng thì mua thêm cái chung nó thêm khoản tiền nữa rắn vào hát là vừa ý liền nha quý vị, nên để dùng luôn. Rất đẹp ha quý vị, hình vách góc cạnh đẹp không bày nở gì hết. Đẹp thì khỏi chơi rồi, con này đẹp, rất đẹp luôn. Đôi này em báo luôn quý vị, giá 9.8 triệu nha. 9.8 triệu, quý vị nào quý vị thích những cái dòng như thế này thì liên hệ với em. Đôi này giá thị trường 10 mấy triệu, nhưng mà đít vào nó hay hơn, nhưng mà giá nó lại rẻ hơn.